Trời ơi, cái quần què gì vậy? Bơi bơi đâu ông nội. Đi xuống làm gì? Trời ơi, cái quần què gì? Thả trôi, kêu thả trôi mà. Thả trôi đi. Thả trôi mà. Chắc cùng cơm, chắc cùng cơm, chắc cơm, chắc cùng cơm. Khoan mẹ ơi, để vô ông chích. Bây giờ bơi đi đâu? Anh đâu có biết bơi đâu. Không bơi qua đây, bơi đâu ạ? Bơi đâu chi cả. Rồi vô rồi. Rồi vô rồi. Mở cái háng vô đây. Ngầu quay vậy, ôm cái thùng nè. Đại ca tao chỉnh thôi. Tên cho. Tên tên, tên là gót ngủ gá, gót ngủ gá. Uống hết hai chai về, vành dần về, đó. Ủa mà nước đang giao lấy gì mình giặt vô nước. Tao liền chặt cho nước nữa, bữa hư hai lần hư hai của quần anh. Cái quần bữa chặt cho nước bây giờ bên cạnh luôn. Cái quần đi nhà ăn mình nghỉ ngủ. Ê ông Việt, tỉnh táo lên xíu đi ông Việt. Mày bởi vì mày mở móc một móc lái một cái lúc nhở quá. Để tao đi đầu cho, để không để anh đi đầu cho. Hai anh em mày hai đầu. Ai vô cái ông kia. Gót cụ ra để uống đi chợ. Xíu. Vô gót cụ kìa. Nước miếng không hả? Mày bơi đó, mày đừng có bơi nữa, để tao bơi cho. Ôi đủ mấy nào, mình ném mẹ. Đủ mấy anh em mà. Này giữ miệng.